Một đôi vợ chồng già Đức đã kiện người hàng xóm ra tòa chỉ vì một con gà trống đã gáy khoảng 200 lần mỗi ngày, khiến họ cảm thấy như thể bị tra tấn vậy. Ông Frederick Wilhelm và bà Jutta là cặp vợ chồng lớn tuổi, sống ở Bad Saarufferen, miền Tây của nước Đức, khẳng định bản thân không có ngày nào được yên tĩnh trong suốt một thời gian dài và tất cả chỉ vì là một con gà trống của hàng xóm. Chú gà được chú gà được cho là bắt đầu gáy từ khoảng 8 giờ sáng và không dừng lại cho đến lúc mặt trời lặn Luật sư đại diện cho cặp vợ chồng này lập luận con gà trống mùa nào không hề phù hợp với khu dân cư yên tĩnh này. Tiếng gáy của Mara được cho là có độ lớn lên đến 80 decibel, tương đương với một nhà hàng đông đúc hoặc là một con phố tấp nập. Tòa án quận Lemgo sớm xét xử vụ việc của ông Ferric và Juta cũng như đưa ra phán quyết về số phận của chú gà trống Mada trong tương lai. Mà thật thú vị, đây không phải là đầu tiên tiếng gà gáy gây ra sự tranh chấp pháp lý giữa con người với nhau. Năm 2019, một chú gà trống tên là Maurens cũng xuất hiện nổi bật trên các trang báo quốc tế sau khi gây ra cuộc chiến pháp lý ở Mỹ tại một khu dân cư ở tại Pháp.